Chị Linh xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Cũng xin nhắc lại với quý vị là chương trình vào tuần tới, chị Linh sẽ mở ra đường dây để quý vị gọi vào và chúc Tết cho nhau. Và đồng thời cũng sẽ đố quý vị những cái mẫu quảng cáo mà chúng tôi chạy trước đó gồm có những cơ sở thương mại nào. Nếu quý vị gọi vào và nói chúng chỉ cần hai cơ sở thương mại thôi thì quý vị cũng sẽ có phần thưởng là những cái phiếu đi ăn ở phở Hai Tô, là những cái món quà rất là đặc biệt của KP Đại Phát tiệm vàng và hột xoan, và còn nhiều nữa mà một lát nữa chú Lý cũng sẽ giới thiệu đến quý vị từ đâu ra những cái phiếu để mà quý vị đi tham dự một cái buổi tiệc rất là vui trong những ngày sắp tới. Chú Lý sẽ nhắc lại là chương trình vào thứ ba tuần tới chú Lý sẽ mở đường dây để quý vị có thể gọi vào và chúc Tết cho nhau. Khi mà chúng ta nói về cái vấn đề mà chữa bệnh, điều trị bệnh và giúp cho những các bác, những bệnh nhân mà không có bảo hiểm, cũng không có một cái nhu cầu gì về tài chính để mà lo. Ngoài ra bên cạnh đó thì thưa quý vị là hội cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc để mà tiệc tất niên, sẽ mời các bác đến tham dự, phòng bác sĩ Như. Đúng rồi. Và cái bữa tiệc này là mời các bác, mời thôi chứ không có phải là bán vé, phải không ạ? Đúng rồi. Bây giờ bác sĩ Như có thể nói cho em nghe sơ sơ một chút cái tiệc này không? Đây là một trong những cái tiệc mà chú Linh muốn nói đến, là nếu quý vị gọi vào tuần tới mà nói chúng đó thì First Financial Security sẽ bảo trợ một số vé để tặng cho quý vị, để cho mỗi một cặp để mà có thể đi tham dự cái buổi tiệc này. Thì đây anh có thể nói về đây là cái buổi tiệc coi như là tiệc tất niên, tất niên đầu năm đầu tiên của cái hội chăm sóc toàn diện. Và nhân dịp cái xuân về thì chúng tôi mời tất cả những quý vị cao niên và những người mà bệnh giống như trong cái tiêu chuẩn mà hồi này hội chăm sóc toàn diện đã đề ra, được cô Khánh Ly đề ra, và dĩ nhiên là có sự đóng góp của rất nhiều người, và cô Khánh Ly có thể nói thêm. Dạ được ạ, dạ được. Khánh Ly cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thật sự cái buổi tiệc này là được thành lập tại vì cái nhu cầu của cộng đồng mình nó nhiều quá, và thấy là các bác cô đơn quá đó chị Chu Lì. Các bác gọi vào các nói bác nó buồn quá, mấy đứa con tôi nó ở xa quá, rồi có người thì nói ôi con chồng tôi mới vừa mất, tôi buồn lắm, tôi giờ tôi ngủ không được, tôi ăn không được, tôi sợ lắm, tôi nghe tiếng động tôi sợ, rồi tội nghiệp mấy bác. Rồi xong có bác thì nói ô tôi ở gần con, nhưng mà con tôi đi làm về nó mệt đó, nó cứ hay mắng tôi, nó giống như là con á, bắt buồn bắt khóc, thấy thương lắm. Cành nhanh. Đúng rồi. Thì Khánh Ly có nói nhiều khi đi làm áp lực công việc nhiều quá nên bác thông cảm, bác tha thứ, rồi bác thương con bác nhiều hơn nữa. À, bác đừng có buồn, rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của bác. Thì bác nào mà buồn thì cũng có bị bệnh hết. Khổ vậy. Xong rồi Khánh Ly, cái bác nói bây giờ nói chuyện với lại hội mình tốt quá, và hội mình có làm gì không? Thì Khánh Ly mới nói ô mới họp lại với lại bác sĩ Như và các vị khác ở trong ban chấp hành đó, thì mới nói thôi mình nên tổ chức cái buổi tiệc nhân ngày Tết này để mà làm cho các bác vui, làm cho các bác cảm thấy các bác không có bị bỏ quên mà được nhiều người trân trọng, các tuổi trẻ coi như mình kết nối người trẻ với người lớn tuổi, và để cho các bác thấy là ô có nhiều người quan tâm đến mình. Thì hội mới tổ chức cái buổi này, đồng thời cũng để giới thiệu về những cái chương trình, những cái dịch vụ của hội tặng cho các bác, giúp cho các bác, phục vụ cho các bác, các chương trình đều hoàn toàn miễn phí hết. Thì cái buổi tiệc này là nhằm ngày thứ sáu, là thứ sáu tuần tới đó chị, 12 tháng 2, ở tại mình tổ chức ở tại nhà hàng Seafood World. Thì tất cả các bác thì sẽ được tặng vé, mà cái vé tặng đó thật sự thì trong đó nhờ các bác sĩ Như nè và rất nhiều các bác sĩ khác, cũng như là các công ty họ bảo trợ cái tiền vé đó cho các bác. Thì Khánh Ly có một tin vừa vui mà vừa không vui đó bác. Tại vì mình cái buổi tiệc này là thứ sáu tuần tới, cho nên là cái số vé mà mình tặng 100 vé đó đã được tặng hết rồi. Nhưng mà Khánh Ly hiện thời kêu gọi hết tất cả các bác khác, nếu mà các bác coi chương trình nào, mấy người các anh chị mà trẻ hay là em hay là cháu trẻ đó muốn bảo trợ thêm cho các bác, tại vì cái 10 bàn mình dành đã được tặng hết rồi. Bây giờ vẫn còn cái số người còn gọi và quá nhiều quá mà mình không thể nào từ chối được, thì xin quý vị hãy
không đi được đó, hoặc là đi tham dự rồi bảo trợ thêm một vé hay là hai vé hay là một bàn để Khánh Ly lại tiếp tục hội tiếp tục nhận thêm các bác nữa, càng đông càng vui. Thì Khánh Ly nghĩ cái buổi tiệc này để dành cho các bác, mà mình có nguyên một cái phòng của mình mà nhiều bác lớn tuổi người nào cũng cười vui vẻ, mà được cái ngày Tết mà mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon, được mọi người quan tâm, có chương trình văn nghệ xổ số nữa. Và Khánh Ly cũng chân thành cảm ơn chị Julie, tại vì chị Julie là một trong những nhà bảo trợ. Chị không có bảo trợ nhưng mà chị cho Khánh Ly lên đây để nói chuyện, tức là chị ủng hộ. Chị ủng hộ thì cho cái chương trình của hội đó, thì hội rất là cảm ơn chị. Dạ vâng, thật ra thì những quý vị thường có cơ sở thương mại, nếu đây là cũng một cách để mà chúng ta có thể cảm ơn đến những người khách hàng của chúng ta, là những vị cao niên đã thường xuyên, đã rất là nhiều năm mua hàng của mình, đi chợ của mình, hoặc là mua những cái dịch vụ của mình. Đây là một cách để quý vị có thể liên lạc với Khánh Ly qua cái số điện thoại là 714-439-9999 để mà bảo trợ một bàn, hai bàn. Một bàn thì là có 300 thôi, vâng, phải không Khánh Ly? Một bàn 300 thì quý vị có thể bảo trợ được cho 10 cặp. Bác. 5 cặp đúng hoặc rồi. Là 10 bác để mà có thể đến tham dự trong cái thời điểm mà mình gọi là neo đơn á, là rất là cái khi mà chúng ta sắp sửa đón Tết ai cũng vui vầy hết rồi, các bác nằm trong đó một mình rất là cô đơn. Đúng rồi. Và chị, đây cảm ơn hội đã có cái ý nghĩa này để mà mời các bác đến, để mà có thể mặc áo đẹp, để mà cũng đi trình diện với nhau, để mà nói chuyện với nhau. Vâng. Có một cái gì đó, một cái cơ hội để mà họ gặp gỡ nhau, quấn quýt với nhau. Đúng rồi chị. Thật ra thì First Financial Security sẽ bảo trợ một bàn. Yeah. Để mà Khánh Ly có thể mời thêm 10 bác. 10 bác nữa. Và tuy nhiên thứ ba tuần tới nếu quý vị nào gọi vào mà nói đúng á, thì cũng sẽ có thêm vé để mà đi tham dự cái tiệc này. Và vì thế Julie mong rằng những quý vị nào thay vì đổi đài đó thì đừng có đổi đài mà coi cái quảng cáo để mà gọi vào. Nếu mà quý vị không đi thì quý vị tặng lại cho các bác để các bác có cơ hội các bác đi. Xin liên lạc trực tiếp với lại Khánh Ly có số điện thoại là 714-439-9999 để bảo trợ, hoặc là để đặt mua thêm vé cho bố mẹ, hoặc là cho người hàng xóm. Vâng, đúng tình rồi. Láng giềng quá. Đúng rồi. Không, bác sĩ Như. Đúng rồi. Tại vì mình tỷ dụ, nhưng mà nếu mà mình đi nếu như vậy thì sao? Những người bác không có phương tiện di chuyển thì sao? Mình có thiện nguyện viên sắp xếp để mà chở các bác. Khánh Ly thì năn nỉ các bác kiếm người chở tới, chở về thì mình sẽ có người chở, thế nào cũng có người chở về. Nhưng mà đi tới thì tại vì cái lúc đó là mình bận rộn. Cho nên là không có dám hứa. Nhưng mà về thì chắc chắn có người chở về. Wow. Ngày hôm đó sẽ có chương trình văn nghệ. Vâng ạ, mình sẽ mời được có nhiều các, có chị Quỳnh Hương nè, cũng làm thiện nguyện làm MC nè, có anh Trọng Thắng nè, có Khánh Hoàng, ca sĩ Khánh Hoàng, rồi có Diệu Minh, phải không chị? Ngọc Diệp và Ngọc Mạnh Hùng. Ngọc Diệp và Mạnh Hùng cũng đến để mà hát, để mà hỗ trợ làm cho các bác, giúp vui cho các bác, để các bác thấy cái không khí Tết đó. Năm nay sẽ là một cái Tết đặc biệt để các bác vui với lại nhiều người và tất cả mọi người. Thì thật sự Khánh Ly nghĩ đó chị Julie, ai mình cũng có người thân, bố mẹ mình già, cho nên là mình lớn tuổi mình thương bố mẹ của mình, thì đây là cơ hội để mình coi mọi người như bố mẹ mình đi. Julie đề nghị một cái này nè, các bác cứ việc gọi vào để tên và số điện thoại, giống đúng như rồi. Là mình waiting list gì đó. Waiting list, hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay sẽ có thêm người bảo trợ, thì lúc đó Khánh Ly gọi lại các bác đó và cho các bác biết là đã có người bảo trợ, cho ai gọi trước thì được trước cái quyền lợi đó. Khánh Ly chỉ mong là có thêm 5 bàn bảo trợ nữa là wow. Có 50 bác, tức là mình sẽ có 150 bác ở đó, thì buổi tiệc rất là thành công. Vâng, xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở bảo trợ cho Liên Sài Gòn TV.